Được rồi con yêu, đây là dụng cụ học tập của con đấy. Chúc con đi học vui vẻ, học ngoan nhá. Dạ vâng, con... túi rách rồi, đồ đạc của con rơi mất tiêu. Ôi không con yêu, ok đừng lo nhá, mẹ sửa được. Để coi, phải có gì đó ở đây hữu ích chứ nhở? Đã đến lúc ra tay xử lý vụ này rồi. Ta-da, một cái cặp mới toanh cho con gái rượu này. Wow, xinh quá mẹ ơi. Dạ rồi, con đi học đây, chiều con về nhá mẹ. Dạ thưa cô, hôm nay cô thích mang cái ba lô nào nhỉ? Không phải này, nhìn chán ỏm mà còn quê mùa nữa. Chà, hay là ba lô màu tím này, cái là bằng vàng thì sao? Chuẩn, hôm nay tôi muốn dùng cái này nè. Lựa chọn rất xuất sắc thưa cô, của cô đây, chúc cô một ngày đi học tuyệt vời. Phù, cuối cùng cũng xong rồi. Thật không công bằng. Ơ, mẹ ơi. Gì hả con? Mẹ nhìn nè, mẹ mua cho con nhé. Đi mà. Ừ được, tất nhiên. Wow, thật không thể tin nổi. Tặng cho bé nè. Ôi, con cảm ơn. Ơ, gì đây? Quả cầu tuyết ạ? Con phải làm gì với quả cầu tuyết chứ? Hả? Con không thích à? Con muốn này cơ. Sao mẹ lại làm vậy với mình? Mình không bỏ cuộc đâu. Mình chỉ cần cố gắng thuyết phục thêm thôi. Có công mài sắt có ngày nên kim. Mình phải ăn nhiều rau hơn. Sao thế hả con? Đổi giấy lấy cái này mẹ nhé. Con đang đùa mẹ hả? Rồi, mẹ sẽ làm mọi thứ để được bình yên. Wow, cửa hàng đồ chơi này xịn quá. Mình phải tỏ ra thật chuyên nghiệp. Chị đang tìm cái này, con gái chị nhận hoài đến nó không thôi. Em làm ơn tìm giúp chị nhé. Vâng ạ, ở ngay bên kia ạ. Thật sao? Wow, lại còn đang giảm giá. Hôm nay mình may ghê. Khoan, không thể như thế được. Sao thế? Không, đồ chơi. Vậy là bán hết rồi. Đi chơi mất chỗ thôi. Chúc may mắn lần sau. Không, em không hiểu được đâu. Chị cần nó. Đành phải nghĩ cách khác thôi. Hay là mình dùng bìa cắt tông nhỉ? Mình đã nghĩ ra cách rồi. Mình sẽ ghép các miếng bìa vào nhau để tạo thành một chiếc hộp. Kẹo sẽ lan ra từ cái lỗ này. Giờ mình sẽ gắn que gỗ vào mặt bên. Cắt và chồng các lớp bìa cắt tông lên nhau. Mình sẽ xiên que gỗ qua phần đầu của chồng bìa, rồi đặt dây chun vào hai đầu của hai que gỗ, rồi đặt nó vào trong hộp nè. Phần này sẽ nằm trên phần có lỗ. Mình sẽ kéo dây chun sang bên que gỗ đúng như thế này, rồi kéo cả bên kia nữa và cho kẹo vào thôi nào. Khi mình nhấn bìa cắt tông, kẹo sẽ rơi ra qua lỗ. Tiếp theo mình cần làm nốt phần trên đỉnh, dựng các miếng nghiêng thế này, rồi ghép tấm phía trước vào nè. Mình sẽ đặt khối trong suốt lên trên hộp, rồi đóng nắp lại, cho kẹo vào trong thôi. Đây là loại mà Sunny thích. Mình sẽ tạo hình khuôn mặt. Một khuôn mặt vui nhộn. Được rồi. Con thấy thế nào Sunny? Ôi, máy kẹo phát ra tự động. Nhấn vào mũi và xem có gì xảy ra đi. Con thích lắm. Con muốn nữa. Để dành cho mẹ nữa. Con không hứa trước gì đâu nha. Mẹ. Gì nữa? Mẹ nhìn nè, con muốn nó. Nhưng tôi còn thắc mắc làm chi. Chị trễ thanh toán rồi chị biết không? Chờ đã, chắc tôi còn ít tiền ạ. Chị có nhận dây không ạ? Xin lỗi tôi chỉ có thế. Không, đủ rồi, mời chị ra khỏi đây. Tôi có nhận dây không ạ? Đúng là xúc phạm mà. Không trả tiền thì mời chị đi nơi khác mà sống. Nhà này chẳng thiếu người muốn mua đâu. Yêu việc này quá. Tôi rất biết giao tiếp với mọi người đấy. Nhà mình đâu có trang trí gì đâu ta. Có chuyện gì vậy? Nhà đang bị bán sao? Ủa? Mình bị đuổi ra ngoài sao? Chuyện gì vậy trời ơi? Đừng hòng tu chuyển đi đâu nha. Quá trời phế liệu luôn. Ok, gì nữa? Mẹ! Gì đây? Con thấy rồi à. Mình phải chuyển nhà sao? Chán chết đi được. Mà chờ một chút, con đã nghĩ ra cách rồi. Chỉ cần các hộp này thôi. Mình sẽ đặt một hộp ở đây. Cũng cần giường bán keo nữa. Mình sẽ phun keo lên mặt trên của hộp, rồi dán hộp thứ hai lên nó. Sau đó thì lật nó nằm nghiêng. Mình sẽ xếp thêm hộp lên. Giờ mình cần ống bìa cắt tông này. Mình sẽ phun keo dọc theo mặt bên. Vậy chắc là đủ rồi.
mình sẽ nhấn ống vào các hộp. Vẫn thiếu gì đó. Đúng rồi, đây sẽ là nóc nhà. Vừa như in luôn nè. Tiếp theo mình cần trang trí nó. Chính những chi tiết nhỏ làm nên sự khác biệt. Giờ thì lớp mái nè. Mình đã làm hình nửa quả chanh bằng bìa cứng. Và bông múa nhỏ xinh này nữa. Trông thật vui nhộn ha. Mình muốn tạo nhiều màu sắc. Đây sẽ là bước cuối cùng. Quầy nước chanh của riêng mình. Ồ, suýt thì quên mất. Mình cần nước chanh nữa. Vậy là đủ hết cả rồi. Rất chi là ưng ý luôn. Đã đến lúc cắt băng khánh thành. Mong rằng mình sẽ phát tài phát lộc. Giờ thì đợi người mua thôi. Nóng dã man. Chào, bạn cho tớ một ly nhé. Như chết đuối với đồ cọc. Đi chơi với cậu vui thật đấy. Ôi, tớ thích nước chanh lắm. Đi nào, cho tớ 2 ly. Đây đây, cầm tiền đi nè. Bíp bíp tránh đường. Cho tớ. Ok, yay. Wow, giàu rồi. Mẹ ơi, nhìn mà xem, con là nữ doanh nhân nè. Cướp ngân hàng không phải là mô hình kinh doanh tốt đâu con. Nhanh nào, đi theo con. Con đã mở quầy bán nước chanh. Ôi, mẹ rất tự hào với con. Con mẹ giỏi quá. Khoan, con có khách hàng kìa. Ở đây có nhiều nước chanh lắm. Hôm nay mẹ con mình sẽ rất bận. Ai nữa? Được rồi cả lớp, ai trả lời được các câu hỏi nào? Em. Để xem nào, Sunny. Chuẩn, em đã mong là cô gọi tên em. Cao quá nè. Phấn đây nhé, em làm đi. Cô sẽ không thất vọng đâu ạ. Được thế thì còn gì bằng. Mình vẫn đang làm tốt. Tốt đấy. Em xong rồi. Gì vậy trời? Dạ cô ơi. Em đùa cô à? Mà phải, sao thật được chứ? Chẳng thể giải thích khác được. Em làm tốt không ạ? Để cô nhìn cái đã. Thật ra khá thú vị đấy. Cô không chắc về câu này đâu. Em tưởng đáp án là 4 ạ. Còn câu này thì sao nào? Thì sao là sao ạ? Đúng là số 5. Cô không nghĩ là đúng đâu. Làm thế nào bây giờ? À đúng rồi. Đầu tiên mình cần một miếng bìa dài. Rồi mình sẽ viết các số lên đó. Như thế này. Rồi cắt các số đó ra. Mình sẽ dùng hạt nhựa trang trí lên. Trông thật sáng và sặc sỡ nè. Chuẩn không cần chỉnh luôn. Đây là khuôn tô số vô cùng tiện lợi. Ôi, xịn sò quá ạ. Quả lấy tưởng hay. Được rồi nè, em thử đi nào. Em sẽ đặt nó áp vào bảng đen. Rồi dùng phấn tô theo khuôn để cho ra các chữ số. Cách này dễ hơn biết bao nhiêu. Ước gì em có khuôn từ trước. Biết ngay là sẽ có tác dụng. Em xong rồi. Xuất sắc đấy Sunny. Em xứng đáng điểm A cộng. Cô rất tự hào về em. Ôi, thật à. Wow. Nóng dã man. Bé uống nước đi này. Nữa, cơm một nữa. Quá hết cái gì, con cần chỗ nước này. Không. Đã quá đi thôi. Nè, thôi ngay, của mẹ. Nhưng mà nóng quá. À, mất lạnh cả người. Chờ chút, mẹ có một ý tưởng. Mẹ cắt 2 đường dài trên cốc. Sau đó mẹ bóp 2 mảnh đó vào với nhau nè. Rồi thì cắt phần thừa đi. Tiếp theo mẹ gấp đáy cốc lại. Mẹ đục một lỗ ở đáy cốc. Sau đó mẹ sẽ luồn một sợi dây chun qua lỗ. Kéo sợi dây này, nhưng đừng kéo hết, để lại một vòng nhỏ. Rồi mẹ cuốn dây cao su xung quanh nó. Mẹ đã cắt sẵn vài miếng bìa cứng hình giọt nước. Mẹ sẽ dán các giọt nước vào thanh gỗ nhỏ. Mỗi giọt nước là một màu khác nhau. Ở bên dưới đáy mẹ cũng sẽ gài một thanh gỗ nhỏ. Giờ thì chúng ta sẽ trang trí nó. Cuối cùng là đánh số thứ tự. Tất cả những gì con phải làm là quay thanh gỗ. Claire, xem mẹ có gì nè. Gì đấy ạ? Con sẽ thích cho mà xem. Wow, mất quá đi mất. Đỡ nóng hẳn luôn. Mẹ béo, lưng mịn như bông. Các em đều là bạn thân của chị. Chúng mình ở bên nhau thật vui. Nhưng có một thứ mình yêu nhiều hơn gấu bông. Kẹo mút, kẹo ngọt thơm thơm. Và cháy mọi chất. Sao lại có răng cá một trên đó? Mẹ ơi, cứu con. Lạch gì, sao từ con, mẹ đây. Không sao đâu, đừng lo lắng. Nhưng
nhưng răng con không còn ở trong miệng. Đưa cho mẹ. Nhanh nào, ngoan đưa mẹ đi. Thật là kỳ quặc. Con hãy để chiếc răng ở dưới gối, rồi tiên răng sẽ đến thăm con. Ok, nếu mẹ nói thế. Khi thức dậy con sẽ nhận được một món quà bất ngờ. Chơi gì đã sáng rồi à? Khoan, chiếc răng. Wow, mẹ nói đúng. Rau rồi. Tuyệt vời mặt trời. Hay quá kìa, con thật may mắn. Nhưng cất ở đâu ta? Con phải cất ở chỗ nào an toàn ấy. Và mẹ đã có chỗ cho con. Mẹ sẽ cắt các hình vuông đĩa cắt tông. Giờ thì lắp ghép lại với nhau. Đầu tiên mẹ bắt đầu với một hình vuông, phun keo vào rìa bên này nè. Sau đó mẹ sẽ gắn thẳng một hình vuông khác, rồi làm tương tự ở phía bên kia. Chúng ta đang dựng khung. Mẹ sẽ đặt một mảnh nhỏ nối hai mảnh bên với nhau. Đây sẽ là khung cơ bản nhé. Sau đó mẹ gài một mảnh hình chữ U vào trong. Tiếp theo mẹ đặt một hình vuông khác lên trên. Với miếng bìa hình vuông này mẹ cắt hết phần giữa. Mẹ sẽ phun keo vào ba cạnh của hình vuông. Cẩn thận để không bỏ sót. Mẹ muốn dựng thật chắc chắn. Đây là chỗ giữ tiền của Lexi mà. Mẹ sẽ dán bìa các tông vào và để một mảnh nữa ở bên trong. Mẹ đã để trống một khe ở cả hai mảnh, rồi đặt mảnh này lên trên. Xong rồi thì đặt tạm sang một bên. Mẹ dán băng dính vào hình vuông này, sau đó dán nó vào chiếc hộp. Băng dính giống như bản lề. Bây giờ mẹ sẽ cho nó vào tủ. Đây sẽ là ngăn kéo, nhưng vẫn còn vài bước nữa. Mẹ sẽ phun keo vào ngăn kéo. Phần này cần rất nhiều keo. Mẹ đã cắt một mảnh bìa cắt tông hình chữ nhật, sau đó dán nó vào phần đã phun keo. Mẹ sẽ nhấn nhẹ để mảnh bìa dính chặt vào, sau đó dán một hình vuông nữa vào phía sau. Bây giờ còn trang trí nữa là xong. Mẹ có hình mèo Hello Kitty. Phần này rất vui này. Mẹ sẽ tô mũi màu vàng và chiếc nơ đỏ dễ thương. Xinh quá đi mất. Giờ thì dán Kitty lên hộp. Vẫn thiếu gì đó. Bàn chân như măng cụt nè. Chỉ muốn cho con xem ngay. Xem mẹ có gì nè. Wow, đẹp quá đi mất. Hôm nay cho con đựng tiền đấy. Bỏ đồng xu vào ngăn kéo rồi đóng lại. Phần này mới thần kỳ nè. Đồng xu sẽ biến mất. Nó đâu rồi ạ? Lắc lên đi nào. Đồng xu vẫn ở đó. Con lại đang lo là mất. Con cảm ơn mẹ, tuyệt quá. Gì vậy? Đi kiểm tra nào. Quà cho Lexi. Mà mình đã chuẩn bị. Có ở đây rồi nè. Kiểu gì con bé cũng thích mê. Đồ chơi mà. Một chú ếch vui vẻ cười thật tươi. Không thể cứ thế này mà đưa. Mình đã chuẩn bị hộp quà dễ thương. Mình muốn nhìn mặt con khi nhận quà. Chắc chắn con sẽ ngạc nhiên lắm. Hình như Lexi đến. Mình sẽ giấu ở phía sau gối. Chào con yêu. Con chào mẹ. Ngồi đi nào. Không, đừng ngồi đó. Gì thế ạ? À? Không dám nhìn luôn. Có gì đâu ạ? Làm ơn dừng lại. Mẹ nhìn này. Con bạch tuộc này buồn quá. Trông giống hệt mẹ. Mình chỉ muốn làm gì đó khiến con vui. Để xem có bị làm sao không. Ôi trời đất ạ. Vỡ tan tành rồi. Có khi Lexi không để ý thấy. Mình có thể nói đây là trò chơi ghép hình. Mà sao được cơ chứ? Chỉ có vứt đi thôi. Mình đã nghĩ ra cách rồi. Mình sẽ dùng hộp này. Mình sẽ cắt màn hình vuông ra. Sau đó cần dao dọc giấy. Cắt nó thành các mảnh nhỏ. Mình cần các hình dạng khác nhau. Vậy là đầy đủ những thứ mình cần rồi. Mình sẽ bắt đầu với hình chữ nhật dài. Mình sẽ ghép thành một chiếc hộp. Đầu tiên, dán hai hình chữ nhật vào hai rìa. Sau đó mình cần một hình vuông nhỏ. Mảnh lượn sóng có thể xuống đáy. Tiếp theo mình cần một chai nước rỗng. Mình sẽ đục một lỗ ở gần đáy chai nước. Mỏ hàn giúp cho bước này dễ hơn hẳn. Sau đó mình đặt một chiếc ống hút vào lỗ. Cần phải cố định ống hút. Vì vậy mình nhỏ keo xung quanh. Siêu chắc chắn luôn nhé. Rồi chờ cho keo khô. Sau đó mình sẽ đặt nó vào hộp. Mình đã đục sẵn một lỗ ở trên mảnh bìa cắt tông. Lỗ này để cho ống hút đi qua. Rồi gắn phần nắp cho chiếc hộp nè. Bìa cắt tông gợn sóng rất phù hợp để làm môi. Mình sẽ dán theo đường cong. Mình sẽ dùng keo dán nó lại. Tiếp theo là bước trang trí. Mình dán miếng giấy màu hồng quanh phần đỉnh. Màu sắc mang đến điểm nhấn cho chiếc hộp. Sau đó mình dùng miếng dán khủng long. Mình sẽ chặn ngón tay vào đầu ống hút và đổ nước vào chai. Phần này hơi khó một chút. May mà mình giữ được tay ổn định. Chắc là đủ nước ép rồi. Mình có thể đóng nắp lại. Sau đó thì thả ngón tay ra. Wow, xinh quá nè. Không ngờ mình lại sáng tạo như vậy. Chỉ còn thiếu một thứ. Lexi, mẹ có cái này cho con nè. Wow, mình định nước đấy à? Đúng rồi đấy, con dùng thử đi. Trước hết, đặt chiếc cục vào kệ. Wow, trọng trách lớn lao đấy. Giỏi lắm, bây giờ mẹ chỉ cần mở nắp ra thôi. Và nước sẽ chảy ra.
Khi cốc đã đầy, mẹ sẽ đóng nắp lại. Uống thử đi. Đứng thứ vào con cần. Cần đang khát khô cổ. Ngon quá. Con cảm ơn. Sáng nay bé ăn gì đấy hả? Ăn. Nhanh lên mẹ ơi, con đói. Kiên nhẫn nào, mong là con thích món này. Hấp dẫn quá. Chờ chút, sao mẹ lại được dùng đũa? Mình thì chỉ có một cái dĩa. Nhìn mà chảy nước miếng. Hả, có chuyện gì vậy? Cho con nhé. Cái này của mẹ, ăn cơm đi. Không, con không muốn ăn. Claire, con phải ăn mới lớn được. Con muốn ăn mì. Ok, được rồi, cầm đi. Wow, tuyệt vời ông mặt trời. Ok, dùng cái này thế nào nhỉ? Đợi con một chút thôi ạ. Con phải tập cầm đũa nhiều hơn. Khoan, được một hạt rồi. Chắc tay, thêm một chút xíu nữa thôi. Gần đến rồi. Được rồi, mẹ có thấy không? Để thử lại xem sao. Mẹ ơi, con là móc nè. Mình có tham vọng quá không? Mình sẽ thử phương pháp trực tiếp hơn. Mình sẽ dùng đũa chọc cơm. Biết ngay sẽ được mà. Tội nghiệp con gái nhỏ. Claire, biết đâu nữa con. Bữa trưa hôm nay sẽ rất dài đây. Trừ khi... Biết rồi, mình có thể dùng tăm. Chúng sẽ giải quyết vấn đề. Cần thêm một thứ nữa. Tờ giấy nhớ dán. Chờ mẹ một xíu nha Claire. Mình sẽ đặt giấy nhớ dán lên bàn. Rồi mình cần một chiếc tăm. Mình sẽ đặt tăm lên giấy nhớ dán. Mình sẽ gấp giấy bọc tăm lại. Chỉ cần gấp một đường nhỏ thôi. Mình sẽ cuộn giấy thật chặt quanh chiếc tăm. Mình sẽ cần keo cho phần tiếp theo. Phun keo vào gần cuối tờ giấy nè. Chắc thế là đủ rồi. Rồi tiếp tục cuộn chiếc tăm. Miết cho dây dính chặt nè. Sau đó bẻ ở giữa cuộn giấy. Mình muốn tạo thành hình chữ V. Tiếp theo mình cắm một chiếc tăm vào đầu cuộn giấy. Mình sẽ làm tương tự với đầu bên kia. Chỉ cần cắm vào đó thôi. Đôi đũa cho người mới dùng. Claire ơi, cho con xem cái này nè. Mẹ làm riêng cho con đấy. Wow, đũa tí hơn. Con cứ nhìn người khổng lồ. Con phải thử ngay mới được. Dùng đũa tí hơn chắc là dễ hơn nhiều. Thử nào. Wow, mẹ có thấy không? Ngon quá. Con một nữa. Con thấy thật tự tin. Wow, quá trời luôn nè. Con gấp chuyên nghiệp chứ này. Làm tốt lắm con yêu. Giờ mẹ ăn được chưa? Mẹ chờ nãy giờ đói lắm rồi đấy. Thèm chảy nước miếng luôn. Phải thưởng thức. Claire, con đang làm gì đấy? Không gì ngăn được con, mẹ ơi. Wow, mẹ ấn tượng đấy. Thật nhiều hương vị. Con sẽ không bao giờ dùng dĩa nữa. Cảm ơn mẹ. Không có gì. Woohoo, về nhà rồi, không phải học nữa. Ngoan nhé Claire. Bye bye. Duyên thì quên mất. Hả? Mình thích thể hiện bản thân qua hội họa. Mình cảm thấy tràn trề năng lượng. Con chào mẹ. Mẹ thấy con trang trí nhà mình có đẹp không ạ? Kinh khủng quá. Sao có thể như thế cơ chứ? Mình mới quay đi được một giây. Ôi, chóng mặt quá. Không nghĩ mẹ lại phản ứng như vậy. Đủ rồi, chỉ còn một cách duy nhất. Có phải kẹo mút không mẹ? Ôi, đẹp quá. Cho con đi. Lại đây mà lấy. Tiếp tục nào. Hôm nay mình hên ghê. Phải làm nhanh mới được. Mình sẽ cuốn màng bọc thực phẩm quanh trên bàn. Rồi cuốn xung quanh cả bốn chân. Tạo nhiều lớp cho thật chắc chắn nhé. Mình muốn quay Claire lại. Hả? Mẹ mới nói gì ạ? Claire, cho con bút nè. Thật ạ? Con cảm thấy sức sáng tạo đang tôn trào. Giờ mình có thể dọn dẹp. Đúng rồi đấy mẹ ạ. Thử nặng dã man. Ôi không, đừng đổ. Mãi không lau được hết sơn. Sao mình lại mua bộ vẽ cho con chứ? Mẹ ơi, nhìn tranh của con đi. Xong rồi rồi. Đẹp quá đi mất. Dạ, con biết. Họa sĩ nhí của mẹ. Đó là phòng vẽ mới của con. Wow, con thích hình dán này. Con sẽ dán vào đây. Mẹ ơi, mẹ đi đâu đấy ạ? Mẹ con mình phải ra ngoài đi nào. Để con lấy giày đã. Quá nhiều lựa chọn. Đôi nào đây ta? À đúng rồi, trông mình sẽ rất thời thượng. Con lúc nào cũng vậy mà. Claire, con đáng yêu quá. Ok mẹ, con đi được rồi. Lên đường thôi. Không, neo giày vào cho hẳn hoi. Vâng ạ, con đang thử cách đeo mới. Nhanh lên không thì muộn giờ mất. Chìa khóa đâu rồi? Con là máy bay mẹ ơi. Hay đấy. Cái gì? Claire, mẹ giận gì hả? Đeo giày vào chân ngay.
Nói bao lần rồi, ai gọi vậy nhỉ? Không có thời gian đâu. Alo, chúng tôi sẽ đến sớm. Vâng, tôi biết. Mình chẳng bao giờ được chơi vui. Mẹ sẽ tự hào về mình lắm. Mình tự đa giải không cần ai giúp. Mẹ ơi nhìn nè. Hả? Đeo sai hết rồi. Con thấy đẹp mà. Trang điểm mai cũng không ra khỏi nhà được. Sao nữa ạ? Mau lại đây, để mẹ giúp. Con đã mong là mẹ nói thế. Đưa giày cho mẹ. Rồi trả con nhé. Con đeo thế này bị ngược rồi. Phải như thế này cơ. Đây là chân bên phải và đây là chân trái. Mẹ nói gì cũng được. Con thích nghịch hình dán cơ. Claire, tập trung xem nào. Hít thở. Nhớ lại bài tập trong lớp yoga. Giờ con lại làm gì nữa? Con sẽ trở nên thật xinh đẹp. Mẹ đã nghĩ ra một ý hay. Cho mẹ mượn một hình dán nhé. Ồ, con này dễ thương nè. Mẹ sẽ dùng nó để giúp con đeo giày. Mẹ sẽ đặt đôi giày của con lên đây. Sau đó mẹ cần một cây kéo. Cá mẹ thú vị đấy. Khoan. Mẹ làm gì vậy ạ? Mẹ ác thế. Mẹ biết mình đang làm gì. Không sao đâu con yêu. Mẹ sẽ đặt mỗi nửa vào một chiếc giày. Dán nó vào sát rìa này nhé. Thế này nè. Giờ con chỉ cần ghép đúng hai nửa mà thôi. Vậy là sẽ tìm được đúng bên để đeo. Như thế nào nhỉ? Không, nhìn không đúng lắm. Khoan, được rồi ạ. À. Mẹ ơi, một đôi nè. Giỏi lắm con yêu. Thôi mau đeo giày vào đi. Hay quá đi mất. Con thấy như người lớn vậy. Con xong rồi ạ. À. Con là đỉnh nhất. Oh yeah. Con yêu cưng lớn nhanh quá. Lại nữa sao? Giờ là ai đây? Cứ tưởng giờ sẽ đi. Cứ biết phải làm gì rồi. Sẽ không lâu đâu, cho tôi 10 phút nhé. Mẹ ơi, con sửa giày nè. Rất phong cách phải không? Quá nhiều hình dán. Dán khắp mọi nơi, con đã làm gì? Con trang trí lại. Cảm ơn con, đúng ý mẹ. Nhưng nào mẹ con mình phải đi ngay. Khoan, mẹ đợi con một xíu. Suýt thì quên mất cái này. Lại hình dán ở đâu ra nữa? Chẳng không cần chỉnh, mẹ thấy thế nào? Mẹ bỏ tay. Chào xin. Dạ. Bố thích mùi hương trong này chứ? Sandwich nè, cho bố một cái. Được ạ. Bao nhiêu? Dạ. Chừng này bố ạ. Bố cầm lấy đi. Bố muốn mua một chiếc sandwich. Rất hân hạnh. Đây là chiếc sandwich ngon nhất bố từng được ăn đấy. Con sẽ làm bánh ngay và luôn. Thêm thịt sông khói nữa. Nhìn chiếc bánh hấp dẫn này đi. Chúc ngon miệng. Chà, nhìn ngon quá. Cảm ơn con. Hả? Gì cơ? Bố trở thành người máy siêu cấp. Người máy thích sandwich nhỉ? Tuyệt vời ông mặt trời. Càng lúc càng ra không khí bữa tiệc rồi đấy. Và mình đã làm từ đầu đến cuối. Mong là Madison thích nó. Không thể quên gói quà cho bé được. Và quả đã được gói rất chuyên nghiệp. Cảm ơn rất nhiều. Con bé kia rồi. Mình đặt món quà ở đâu ta? Con bé sẽ không ngồi đây nhỉ? Chúc mừng sinh nhật. Con đã thêm một tuổi. Và chúng ta hãy ăn mừng thôi. Ôi không, món quà kìa, không ổn chút nào. Quà của con đâu ạ? Con nhắm mắt vào đi nhé. Làm sao bây giờ? Có gì cứu vớt được mình không? Chuẩn luôn, mình có thể chế tạo đồ hay ho. Dùng keo nóng làm nền cho hình vuông, rồi đặt một miếng lên trên, rồi thêm một miếng nữa, rồi thêm một miếng to ở mặt bên. Đó, sau đó thêm vài miếng nữa ở giữa. Dùng kéo gắn chặt que này lại, rồi đặt miếng này lên trên cùng. Giờ thì gắn nó vào giá đỡ. Vậy là mình đã có nhiều hộp rồi. Thêm các hương vị riêng vào này, rồi cho kẹo vào trong thôi. Mình đã chọn toàn loại Madison thích. Con bé sẽ mê cho coi. Đây đúng là món quà hoàn hảo. Mở mắt ra nào. Chúc mừng sinh nhật con yêu nhé. Bố tặng con thật ạ. Con muốn lấy kẹo gấu dẻo trước tiên. Tuyệt. Màu đỏ cũng là màu yêu thích của con.
Đây là sinh nhật tuyệt nhất quả đất. Giờ thì ăn tới sô-cô-la. Viên này bự quá. Để bố giúp con lấy kẹo bên này nhé. Khi nào dừng nói bố. Wow, của con hết. Kẹo cho bé kẹo của bố. Tiền ơi, mưa đi. Đó là việc mình làm cả ngày luôn. Oh yeah, mình có quá trời tiền luôn bé bé. Có vẻ chúng ta phải dọn dẹp rồi. Bố sẽ giúp con dọn nhé. Oh, làm ơn đừng ném nữa, thật đấy. Không á? Không ai được sai con làm gì. Ôi trời đất ơi, thế là đủ rồi Madison. Nào, mau quay lại cho bố. Từ từ. Bố quá già cho trò dở hơi này rồi. Tiếc là bố già thật. Mình đã làm gì mà phải chịu cảnh này. Khoan, mình đã biết cách ngăn cản sự điên rồi này. Và mình chỉ cần bìa các tông thôi. Đặt hai chốt gỗ vào giữa hình vuông và lồng lò xo ra ngoài chúng. Giờ thì đặt mảnh này lên trên, rồi gắn các mảnh xung quanh nó. Đôi mắt vui nhộn ha. Chút màu sắc cho thật sống động nè. Muốn xem các tác phẩm của bố không? Wow. Rất dễ thương phải không? Xem mà học này. Cậu đói rồi phải không nhóc? Ăn đi. Hả? Bố ơi, cho con thử với. Thật không thể tin nổi. Yay, được rồi. Chuẩn rồi đấy. Và giờ xem Mai đang nhặt đồng xu kìa. Thế này vui hơn nhiều nhỉ. Yeah, chắc chắn là cậu ấy đang đói bụng. Vui quá đi mất. Của con này. Được rồi cả lớp. Ai muốn lên giúp cô nào? Để cô xem nào. Hả? Em là học sinh duy nhất mà. Còn ai khác chứ? Được rồi, em. Dĩ nhiên. Cô biết em thích thử thách mà. Em sẽ cố hết sức thưa cô. Cô cũng chỉ cần thế thôi. Được rồi. Có vẻ rất thú vị. Nhưng không cần phải lo lắng. Cô sẽ điều chỉnh một chút xíu. Giờ sao em không thử lại đi? Vâng, thưa cô. Em không hiểu viết số có gì khó. Chỉ cần tô chữ như thế này. Mình chắc chắn sẽ đạt điểm A thôi. Số 4 rồi. Thêm một số nữa thôi. Em đã hoàn thành rồi thưa cô. Úi, hơi bị nguệch một tí. Ta-da. Ôi trời đất ơi. Cô ghét phải làm điều này nhưng... Có lẽ cái này sẽ giúp mình. Em gửi cô ạ. Chà. Chúng ta thử lại lần nữa nhé. Xem nào. Cô đã tìm ra giải pháp cho vấn đề rồi. Không cần cái đó. Nhưng cái này ổn nè. Chuẩn. Chỉ cần bắt đầu bằng tấm hình chữ nhật và vẽ các số vào một mặt. Ok, cô đây. Dùng thử xem. Em chẳng cần đến cái đó đâu. Xin lỗi, cô quên mất một chi tiết. Đầu tiên chúng ta cần kim tuyến. Nhìn cô rắc xuống đây nhé. Vậy là chúng ta đã có số rất đẹp, thấy không? Chà, lấp lánh đẹp đấy ạ. Vậy hãy thử một lần nữa được không? Em biết phải làm gì rồi đấy. Xem phép màu đây. Mịn như bơ luôn. Cô có đồng ý không? Giờ thì nhấc khuôn tô ra nào và hãy nhìn thành quả đi. Số đẹp ngay ngắn luôn ạ. Và thế nghĩa là gì nhỉ? A cộng. Đúng rồi, xin một tràng pháo tay. Trời, hôm nay mình đói như con sói. Ôi chà. Quay lại làm việc thôi. Hay là mình rửa đống bát nhỉ? Thôi nào, đừng trì hoãn nữa. Con yêu. Con đây rồi. Dạ. Đến lượt con rửa bát rồi đấy. Không có đâu ạ, con mới làm việc nhà rồi. Đến lượt bố chứ. Để bố nghĩ về chuyện này chút. Thực ra là bìa các tông sẽ phát huy tác dụng đấy. Bố có một ý tưởng cực hay.
Sau khi cắt thành các mảnh thế này, hãy phun keo nóng lên rìa. Sau đó gắn các mảnh vào đó. Sau khi xong xuôi tất cả, hãy đặt kẹp quần áo ở đấy nhé. Và đặt các ký hiệu trên đó. Vậy là chúng ta hoàn thành rồi. Còn có muốn chơi pinball không nào? Tuyệt! Ai thua sẽ phải rửa bát nhé. Ồ, đồng ý hai tay. Sao con không chơi trước Madison? Lên! Ồ, lần qua khúc bán nguyệt đó đi. Gần đến rồi. 20 điểm. Tuyệt! Ok, đưa cho bố thử xem nào. Ha! Ôi không! Có vẻ bố phải rửa bát rồi đấy ạ. À. Chúc may mắn lần sau. Rửa bát thế nào rồi bố? Rửa hộ con nữa nè. Con cảm ơn. Pinball, mình đã nghĩ gì chứ? Đến giờ đi ngủ rồi. Cảm giác thật tuyệt vời đó. Sẵn sàng với màn chạy ngón chưa nào? Tôi sẽ khiến mọi người bùng nổ màng nhĩ. Madison, muộn quá rồi, còn chơi rock nữa. Điệu con mới học nè. Làm ơn, để yên cho bố ngủ đi. Vâng, vậy con sẽ chơi trong im lặng. Đêm nay sẽ là một đêm dài. Woohoo! Dành cho các fan hâm mộ. Yeah! Aha! Đủ rồi đấy. Có phải hộp đựng guitar của Madison không? Đây là đáp án cho lời khẩn cầu của mình. Cuối cùng cũng thấy hy vọng rồi. Hãy gặp guitar bìa cứng đi. Bút chì nè. Cắt làm đôi nhé. Đặt chúng ở đây. Và dùng cái dùi tạo vài lỗ. Rồi dùng dây để tạo. Dây. Vào đây nhé. Dán lại cho chắc ăn nè. Giờ thì dùng keo nóng ở phía sau. Vậy là xong. Trông cũng ra gì và này nọ đấy. Tới đâu hay tới đó. Bố sẽ đổi cái này lấy cái này. Chuyện này mượt hơn là mình tưởng đấy. Nhẹ cả người. Chúc ngủ ngon ngôi sao nhạc rock của bố. Đến lúc đi vứt rác rồi. Mệt quá đi mất. Mình cần một ngày lười biếng. Hôi quá. Ôi không, Chris kìa. Không thể để cậu ấy thấy mình thế này. Cho mình như chui từ thùng rác ra. Phải nghĩ cách thật nhanh mới được. Sao cậu ấy phải ngồi ở đây chứ? Mình sẽ trốn đến khi cậu ấy đi. Nhanh lên Chris, đi đi. Ôi không, cậu ấy đang đến đây. Phải làm sao bây giờ hả trời? Chỉ còn một cách duy nhất. Hả? Thật không thể tin nổi. Tới đến ngay đây. Ai? Giờ thì mình ở trong thùng rác thật rồi. Nhưng ít ra mình không tự làm xấu mặt trước cậu ấy. Không, nghĩ đã thấy không ổn. Nhưng nào nghĩ, hẳn phải có cách nào đó chứ. Hay là mình dùng rác nhỉ? Tình huống hiểm nghèo thì phải chơi lớn thôi. Thật ra cũng đâu quá tệ. Hả? Thật không thể tin nổi. Cậu có sao không bro? Ổn. Thôi lượn đi. Khoan, nhìn cậu quen quen. Luna. Chào Chris. Cậu đang làm gì vậy? Nhìn cậu như vô gia cư. Cậu đâu cần nói ác ý vậy. Đúng là đồ thất bại. Rõ là quá đáng. Không, giờ lại khó đến thế này chứ. Bực mình chết đi được. Xin chào. Chị quái. Tôi cần cái váy này, tôi đuổi cho. Bị khùng hả? Ew. Mình nghĩ đổi cũng được chứ sao? Khoan, mình nghĩ ra cách rồi. Mình sẽ rút tay ra khỏi ống tay áo. Và luồn tay qua phần cổ áo như thế này nè. Sau đó buộc tay áo vào nhau ở phía trước. Và buộc ra phía sau cổ nè. Cũng dễ thay ghê. Còn tóc nữa. Chuẩn không cần chỉnh. Hả? Thật không thể tin nổi. Tới đến ngay đây. Chris. Này, quay lại đây. Chào, đi đâu thế? Chào Luna. Nhìn cậu xinh quá. Cảm ơn cậu đã để ý thế nha. Wow, mình đúng là họa sĩ tài năng. Tác phẩm nên được trưng bày ở triển lãm. Ôi trời đất ơi,
Chán như con dán, mình cứ vẽ hoài mấy kiểu cũ thôi. Khoan đã, mẹ mình có rất nhiều quần áo. Mình nghĩ ra rồi nè, biểu diễn thời trang thôi. Xinh quá đi mất. Wow, hợp mình lắm luôn. Cần gì nữa ta? Váy này thì sao? Không thích màu này lắm. Wow, áo này xinh nè. Yeah, chuẩn không cần chỉnh. Phải thử ngay vào luôn nè. Wow, mỹ thật xinh đẹp. Đội thử chiếc mũ nữa. Mũ làm tôn lên bộ trang phục này. Nhìn mỹ đi, mỹ là người mẫu. Phải đeo thêm phụ kiện chứ. Cảm giác sang chảnh quá. Khoan, đây là hộp trang điểm à? Wow, quá trời quá đất. Mình muốn tô thử son này. Thích màu này quá. Mình đã thấy mẹ tô. Hình như là phải tô thế này. Cảm giác như người lớn vậy. Cần gì nữa ta? Wow, nước hoa. Thơm ngà ngà luôn nè. Chắc xịt ngần đấy là đủ rồi. Wow, mình thấy thật tuyệt vời. Nước ngọt. Món thủ của mình. Trang điểm tốt tát kể cũng khát đó. Mình sẽ thưởng thức một cốc. Tiếc là không có bồi bàn phục vụ mình. Đá phải không ta? Đổ vào một chút. Mình thích đồ uống lạnh. Vậy chắc là đủ rồi. Mình làm bắn lên áo mẹ rồi. Thôi xong đời. Tiếng ơi, mẹ sẽ xử đẹp mình mất. Trời ơi, không sạch. Không làm sạch được. Phải làm gì bây giờ? Sơn trắng. Có khi che được vết nước. Mong là hiệu quả. Nhìn cắn ghê hơn này. Sao chuyện này phải xảy ra chứ? Nghĩ đi, nước hoa có xóa vết bẩn không? Không. Không công bằng. Stacy, chuyện gì vậy con? Tại sao thế giới thật tàn bạo? Quần áo của mẹ à? Con đã làm gì hả? Con chào mẹ. Liệu mà chuẩn bị giải thích đi nhỉ? Mẹ đừng tức mà. Con chỉ muốn được xinh đẹp như mẹ thôi. Thật à? Ồ, cưng quá đi. Thôi không sao, chả có gì to tát. Chờ đã, lại nghĩ ra cách khắc phục rồi. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Mẹ chỉ nói để an ủi con. Tìm mẹ đi, mẹ có dự án vẽ cho con nè. Đầu tiên là cuộn áo phông lại như thế này. Rồi mẹ gấp đầu này lại và dùng dây chun buộc chặt vào. Mẹ sẽ buộc trên khắp cuộn áo. Mẹ muốn chia nó thành nhiều phần nhỏ. Cứ buộc 2 hoặc 3 vòng cho chắc chắn nhé. Ok, vậy chắc là đủ rồi. Giờ mẹ cần bỏ áo vào trong một cái hộp lớn. Hộp này vừa đẹp luôn. Tiếp theo, mẹ sẽ bỏ đá viên vào hộp. Phủ hết lên cuộn áo này. Rồi mẹ sẽ cần sơn. Mẹ sẽ đổ sơn đỏ lên trên đá viên. Và cứ thế làm tương tự với các màu khác. Mẹ muốn tạo hiệu ứng cầu vồng đó. Vì vậy mẹ cần đổ sơn theo một thứ tự nhất định. Và đổ theo đường mỏng thôi nè. Hãy làm nhanh tay nhé. Mẹ chưa muốn đá viên tan ra đâu. Đây là màu cuối cùng. Wow, nhìn đẹp quá. Giờ thì đợi thôi. Khi đá viên tan ra, sơn sẽ ngấm vào chiếc áo. Giống như nhuộm áo vậy. Thiết kế áo kiểu này khá vui đó chứ. Kể ra cũng ngầu nữa. Đá viên đã tan hết. Mẹ có thể lấy quần áo ra khỏi chiếc hộp. Ú là là. Wow, đẹp quá đi mất. Con thích lắm ạ. Nhưng đừng mặc áo của mẹ nữa nhé. Con biết rồi ạ. Nước ngọt đâu rồi ta? À, đây rồi nè. Nào nào không được. Dạ, vậy con không uống nữa. Ôi trời đất. Là trời. Hả? Chào Mindy. Giày của cậu xinh quá. Cậu phải nói tớ biết cậu mua ở đâu. Để tớ giúp cậu. Wow, tớ suýt thì quên mất. Cậu nghĩ sao về giày của tớ? Wow, đẹp muốn xỉu luôn á. Tớ ghen tị quá. Cảm ơn nha. Đôi giày rất tôn áo của tớ. Các nàng ơi, màu này chất như nước cắt luôn. Sao thế? Giày của cậu à? Thật là bi thảm. Nhìn mà thấy xấu hổ dùm. Còn lâu tớ mới đeo. Đúng rồi ha. Tớ thích mà. Rất hợp với đồ của tớ. Sao cũng được. Cái gì vậy? Hình như mình dẫm lên gì đó. Hóa ra là bút chì. Không dùng được nữa. Hay là có? Cứ chờ xem. Mình cần vài chiếc bút chì. Chúng sẽ giúp mình nâng cấp đôi giày. Mình sẽ phun keo vào bút chì. Phun dọc ngoài thế này.
Giờ mình dán nó vào gót giày nè. Mình sẽ làm tương tự với chỗ bút chì kia. Mình muốn phủ kín toàn bộ gót. Mình sẽ dùng bút chì dài hơn ở phần gót cao hơn. Chiếc cuối cùng nè. Wow, nhiều màu sắc chưa nè. Thêm màu sắc cho chiếc giày nào. Không thể quên chiếc còn lại. Ai mà cần đi mua giày cơ chứ. Chỉ muốn sở thử ngay thôi. Xem nào. Lát nữa tớ sẽ đi mua sắm. Cậu đi cùng nhé. Ôi trời đất. Nhìn giày mà xem. Các cậu thấy sao nào? Trông đẹp nhỉ? Khép miệng và không ngáp phải rồi. Wow. Thôi nào, nhanh lên. Tớ đang cú nè. Sao quần jean ôm khó mặc thế nhỉ? Chờ đó. Nhìn cậu ấy ngứa mắt ghê. Thế nhưng mặc được rồi. Chả được bó tay. Thử góc khác xem nào. Cậu làm trò gì đó. Đợi chút thôi. Thấy chưa, nhân ngón chân được rồi. Mệt hết hơi. Ok, giờ chân kia nè. Nghe có vẻ toang toang á. Ôi không. Không sao, mình có thể sửa được. Bằng kéo nè. Chỉ cần tìm đúng chỗ trên chân thôi. Ok rồi. Giờ cắt xuyên qua ống này. Đấy, đã cắt xong. Không như kế hoạch của mình cho lắm. Phải cắt cho bằng lại. Ngắn hơn hồi nãy quá trời rồi. Ok, nâng lại. Đưa đây tớ. Rồi, tớ đang làm ổn chứ bộ. À rồi. Đặt cái quần nham nhở lên bàn nào. Giờ dùng một cái kéo nha. Cắt một đường xéo trên ống quần thôi. Vậy là có quần sóc rồi. Tớ có đá đính nè. Cắt thành vài dải nhé. Giờ đến phần hay ho rồi. Tụi mình sẽ khiến chiếc quần này thêm phần thú vị. Sẽ cần súng bắn keo đó nha mọi người. Nhỏ chút keo lên rìa của quần sọc nè. Rồi đính đá lên chỗ đó. Dán quanh cái quần luôn nha. Và giờ dùng những dải ngắn dài khác nhau. Đấy, xong xuôi. Nhìn xinh quá. Mong là Mia thích. Ok, thử đi gái. Wow, xinh dã man luôn. Cảm ơn Betty. Nhờ của tớ thôi mà. Cậu là nhất đó. Ôi trời ơi, cậu ấy hài hước quá. Tớ vừa nhận được tin nhắn ngọt ngào nhất. Không đời nào, nhìn này. Chris vừa rủ tớ đi chơi. Hả? Ghen tị hả? Khoan. Xem đây này. Chris cũng muốn hẹn tớ đi cà phê. Sao cậu ấy dám làm vậy chứ? Bọn con trai. Chắc là nhầm lẫn gì thôi. Đúng rồi, sao cô ấy lại rủ cậu cơ chứ? Chỉ một trong hai đứa mình được hẹn hò với Chris, ok? Ok, và người đó sẽ là tớ. Rồi, cứ chờ mà xem. Tớ sẽ làm Chris ngỡ ngàng. Thích thì chơi luôn nhé. Mình đã định dùng màu son đó. Thích ghê ha. Không thành vấn đề nhé. Mình thích đôi bông tai này. Dù sao mình cũng không thích. Đôi này trông quý phái hơn hẳn. Cứ tự nhủ đi cưng ạ. Tớ sẽ lấy túi sách. Đây cũng thế. Chiếc này. Cậu đùa tớ à? Dù sao trông nó cũng rẻ tiền. Quần jean mặc dịp nào cũng đẹp. Của tớ. Không, mơ à? Thả ra. Tớ nhìn thấy trước. Thôi đi. Thử xem. Cái đồ phá hoại. Cho cậu luôn đấy. Chúc may mắn. Nhưng phải làm sao bây giờ hả trời? Sao mà mặc nữa? Trừ khi mình cần xé cho rách to hơn. Rồi trượt tay qua hai ống chân và chui đầu qua chỗ rách nè. Thế này thôi. Rồi thì kéo xuống thôi. Wow, quá là xinh điệu. Lên đường thôi. Từ từ đã. Xinh quá hả? Tớ thừa nhận là tớ ấn tượng. Bye bye. Tránh đường đi Chris.
Ai thế kia? Wow. Ồ, các cậu ơi. Họ là sinh đôi. Quên chuyện vừa rồi nhé. Mời cậu trước. Mình ngồi đây buộc dây giày xíu thôi mà. Phải vứt miếng kẹo cao su này đi thôi. Đi tạm ở đây cái đã. Ủa, anh nhắn cho mình vậy ta? Ôi giời ơi, hôm nay tập mệt dễ sợ luôn á. Khoan, trời ơi, đã bảo đừng ngồi xuống rồi mà, sao cậu không chịu nghe tớ thế? Có gì mà căng thế? Có gì hả? Cậu bị cái gì thì không biết? Là kẹo cao su hả? Tớ ngồi lên kẹo cao su sao? Sao cậu cứ vứt bã kẹo tùm lum tùm la vậy hả? Rồi tớ phải làm gì với cái quần này đây hả? Tớ không biết đâu, cậu lấy bã kẹo ra đi. Được rồi, nhưng mà tớ không biết lấy ra kiểu gì hết á. Làm gì thì làm, nhớ trả trong ngày đấy. Chán đời dễ sợ. Chẳng hiểu sao cậu lại nhả bã kẹo lên ghế luôn á. Chắc phải có cách chứ nhở. À mà từ từ, tớ có cái kéo ở đây nè. Đừng cắt chứ, tớ không muốn cái quần này bị rách đâu nhá. Cứ bình tĩnh đã, cậu phải tin tưởng tớ chứ. Nhìn thì hơi sợ thật đấy, nhưng rồi sẽ ổn cả thôi. Hứa với cậu luôn. Giờ tớ bắt đầu cắt quần của cậu ra đây. Và xong, thế là hết kẹo cao su trên quần rồi đấy. Ổn áp, tuyệt y như tớ nghĩ. Này, trả cậu đấy, mặc thử đi. Ok. Thế tớ phải làm gì với hai cái ống quần đây? Từ từ, cháo mới nhừ được chứ. Cậu quay người ngược lại đi. Đấy, giờ cậu cho ống quần vào đó đi. Nhìn cũng xinh phết đấy. Nhưng tớ vẫn không có quần mặc. Đây, cho cậu mượn quần jean của tớ nè. Nhìn cậu xinh dễ sợ luôn á. May mà cách này hiệu quả. Tớ đang đợi Min đi thôi. Ôi, cậu ấy đến rồi, bye nhé. Này, cậu thế nào? Mình đi nhé. Hả? Tớ không đứng dậy nổi. Lạ quá. Thực ra còn tệ hơn nữa, sân còn ướt. Không, tớ không thấy biển báo. Sao chuyện này luôn xảy ra với tớ chứ? Không đứng dậy được. Tớ dính chặt vào ghế rồi. Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà. Làm sao bây giờ? Khoan, mình dùng sơn sao? Hay keo nhở? Úi, tớ vờ như không biết gì. Chẳng ăn thua, tớ không đi được. Khoan, để tớ giúp một tay. Cứ tưởng sẽ được cơ. Kéo mạnh hơn. Thôi nào, ra khỏi ghế của tôi. Như tập thể dục. Mệt bở hơi tai luôn. Chuẩn không cần chỉnh. Trông thế nào rồi? Nói thật với tớ đi. Ghê lắm phải không? Thì đúng rồi. Khoan, tớ nghĩ tớ sửa được đó. Tớ chỉ cần ít dụng cụ thôi. Cho mượn nhé. Mình thích quần này. Ok, vào việc nào. Tin tớ đi. Tớ sẽ dùng sơn này xịt lên khắp quần cậu. Và tớ sẽ dùng khuôn tô. Trông khá là tuyệt đó chứ. Thêm vài đường dưới này nè. Chỉ ở đây là quá chuẩn luôn rồi. Mình nên làm nhà thiết kế. Vậy là xong phần sau rồi. Giờ đến phần trước. Miếng bề cứng này sẽ ngăn không cho sơn dây vào da cậu. Cậu nên trả công cho tớ ha. Ok, tớ sẽ thêm vài chi tiết. Xong rồi, ngắm coi. Cậu thấy sao nào? Wow, xuất sắc hết nước chấm. Không thể tin được là tớ có quần jean tự chế. Cậu đúng là thiên tài. Bạn bè phải thế chứ. Ok, đi thôi. Sơn đâu rồi? Chắc chắn mình chỉ để quanh đi thôi. Không được làm mất nó. Mình vừa phạm một sai lầm lớn. Wow, bức tranh này xịn ghê. Mình có thể lừa nghe. Nhẹ nhàng và yên tĩnh nè. Cậu ấy chả biết đâu. Úi giời. Cái gì? Sao cậu lại làm thế chứ? Wow, cho tớ xem nào.
Hả? Mẹ à, tôi đang mặc mà. Tôi có ý này hay cực. Mình thêm chút hình xinh cho cái quần này đi. Mình sẽ bắt đầu với việc phác hình bằng bút bi. Có vẻ ok đó nha. Giờ mình sẽ vẽ đè lên bằng bút dạ. Rồi thêm màu mè vào nè. Nhớ phải tô cho chuẩn nha. Thế nào cũng xinh cực cho xem. Và sáng tạo như vậy cũng thật là hay. Giờ mình có thể vẽ thêm vào phần mông quần rồi. Một chú chó cưng đi. Đầu tiên là phác họa nè. Rồi tô màu vào bên trong. Chiếc quần jean này sẽ độc lắm cho xem. Wow, tụi mình vẽ túi quần thôi. Mình nên làm nghề này luôn nhỉ. Vậy chắc đủ rồi đó. Trời đất ơi, cậu thấy sao nào? Wow, tớ thực sự không biết nói gì luôn. Cậu vẽ đẹp thần ý. Đây chính là chiếc quần jean tớ thích nhất hả? Nhìn cưng dã man. Cảm ơn Mia. Đợi tớ chút. Đi nè gái. Thật luôn hả má? Rồi, nhưng phải bao tớ ăn đấy. Rồi, có nhạc rồi, giờ mình cần dơ nữa. Vẽ tranh thế nào? Yeah, màu đỉnh quá. Được của nó đấy, cả bên này nữa. Sao có mỗi mình chứ? Nhắn tin cho ảnh có sao? Em đang ngồi đây chờ đợi anh. Bực mình lắm rồi. Gì vậy? Sao? Không thể nào. Sơn đang ướt. Không, không thể tin chuyện này được. Tay mình dính đầy sơn hồng rồi. Quên. Ôi không, quên tôi. Mình ngồi lên sơn ướt. Kinh khủng quá má ơi. Sao chuyện này lại xảy ra với tôi chứ? Phải làm sao bây giờ? Hay là lau sơn đi nhỉ? Để thử lau tay trước coi sao. Chẳng ăn thua gì hết trơn. Hay là lau quần sẽ dễ hơn. Bỏ tay chúng con. Chứ bao giờ mình gặp chuyện gì xui xẻo như thế này. Yeah, kết quả cũng ra gì vậy này nọ đấy. Ổn áp ghê. Cô nàng kia đang khóc đấy sao? Chà, thầy cũng tội nghiệp. Khóc ngu luôn kìa. Ồ, này, anh có thể giải quyết vấn đề cho em đấy. Anh đang nói với em à? Đây có một người là em thôi, lại đây đi. Thôi, giờ mình cũng đâu còn gì để mất. Nín đi nào, đây, cầm lấy. Trời. Ôi, xin lỗi, anh lấy nhầm cái khăn mùi xoa. Không, tránh xa em ra, chẳng giúp được gì cả. Ngoan, đã nào, anh hứa sẽ giúp em xử lý vấn đề mà. Đứng im, để anh xịt sơn lên quần cho nhé. Được rồi, xoay lại đi. Cảm ơn, trông được quá ấy chứ. Xịt màu dọc theo chân xuống dưới. Phần dưới này mình sẽ xịt màu vàng tươi. Màu sắc đẹp quá này. Làm cả bên kia nữa. Đúng vậy, thêm sơn, sơn ở khắp mọi nơi. Ôi trời, hết nước chấm anh ơi. Em không tin được luôn. Chà, không có chi nha, anh rất là hài lòng với kết quả đấy. À đây, anh giỏi quá, em phải trả tiền mới được. Cảm ơn em nhiều. Bye. Trúng mánh rồi, em mới trả cho mình bao nhiêu là tiền luôn. Này, xin lỗi em tới muộn, nhưng em đi rồi. Em có tin xấu cho anh đấy. Chúng ta đi ra đằng kia đã. Đi nào. Này, em quay lại à? Nhìn này anh mới làm quả biển. Thiết kế độc đáo, $10. Mình phải ghé qua hộp tủ cái đã. Ôi, anh yêu của mình nè. Bye bye anh, tí gặp xong nha anh yêu. Ôi mẹ ơi, anh ấy ở ngay đằng kia kìa. Hi. Anh ấy còn chẳng thèm để ý tới mình luôn ấy. Chán thật. Cậu ấy hình như đang khóc kìa. Đúng rồi á. Không biết mình có thể làm gì để giúp cậu ấy không ta. Mình biết là cậu ấy thích George cực. Biết sao không, tớ sẽ qua đó nói chuyện với gái ấy. Nè, cậu đang khóc vì George đấy à? Nghe này, tớ sẽ giúp cậu va vào mắt của anh ấy nhé. Đây, cầm lấy cái lắc này và làm đúng theo lời tớ bảo nhá. Ý, được nè, nghe cũng dễ đó. Mong là vụ này sẽ ổn. Nào, đầu tiên phải cởi cái áo có cúc này ra đã. Cậu ấy bảo mình phải mặc ngược lại này. Ok, xong rồi. Giờ thì dùng lắc tay xinh xẻo thôi. Phần này hơi bị khó xíu nha.
mình phải tóm hai vạt áo phía sau và luồn qua cái lắc tay, rồi kéo ra đằng trước, kéo thật chặt vào nhá. Giờ thì đóng cúp hai vạt ở phía trước lại và gập vào trong để không bị lộ ra. Hết sẩy, tháo cặp kính dày cụp ra và xõa mái tóc thề nào. Được rồi, bắt đầu đi khoe phong cách mới này và tỏa sáng thôi. Wow, ai thế kia vậy trời? Em ấy xinh dã man. Nè, anh mua gấu bông vì anh biết cưng thích gấu đấy nha. Ôi má ơi, mấy ông nội này đâu chui ra vậy? Đương nhiên là tớ sẽ dự tiệc rồi. Chào gấu cưng. Mong là có mấy anh đẹp trai tham gia. Betty ơi, chào với em. Đi chỗ khác, chị đang tám à? Trời đất, cô đi nữa hả? Ồ, chị vẫn yêu gấu bông lắm. Không biết chị Betty nói gì vậy ta? Mình phải lén lút. Biến mau. Ồ, chả vui vẻ gì. Chắc mình có thể làm gì mà nhỉ? Mình có thể giả bộ làm nhà thiết kế thời trang. Quần áo của Betty chán à. Mình có thể làm nó xinh hơn. Chỉ cần cất một chút ở đây thôi. Chuẩn đét. Vậy xịn hơn nhiều luôn. Cậu ấy siêu. Khoan, đồ của mình. Cái gì vậy? Dừng lại. Cái gì? Em hư quá đi. Đưa cho chị. Hỏng hết rồi. Nhưng vui mà chị. Khoan, có lẽ mình không phải ném em đi. Vẫn mang được đó nha. Đầu tiên là gấp nó lại làm đôi. Sau đó mình sẽ cắt ở giữa. Phải cắt thật thẳng nha. Như vậy phần ống tay và bên hông áo sẽ rời ra. Giờ mình sẽ cắt chút nữa. Nhưng mình sẽ dừng lại ngay bên dưới cổ áo. Khi mở ra thì có tua rua nè. Ok, trải em ra nha mọi người. Mình sẽ lấy hai cái tua rua và cột lại với nhau. Và cột phần còn lại nữa. Giống như tết tóc ý. Mình sẽ buộc tiếp ở bên dưới. Như vậy nó sẽ trông giống một cái lưới. Wow, y như mình muốn luôn. Nhưng không thể mặc vậy được. Chuẩn không cần chỉnh. Wow, nhìn đáng yêu ghê. Nhưng chị vẫn chán à. Mình sẵn sàng quẩy rồi. Hay là mình nâng cấp cái túi lên nhỉ. Mẹ, dừng. Wow, đến lúc quẩy tới nóc rồi. Chào đằng ấy. Tôi có quà sinh nhật cho cậu nè. Ôi trời ơi, cảm ơn cậu nhiều. Không có gì, mắm mắm nào. Có quà thích thật đấy. Tôi chờ cả năm rồi ý. Không biết có gì nhở. Ủa, tò mò thật đấy. Oh wow, cái gì vậy? Đúng là không có gu thẩm mỹ tí nào. Ê, cậu có thích không? Này là chân váy phải không? Nó dài lắm luôn ý. Thật ra là quần đấy. Tớ thích màu này lắm. Mà ơi, sao lại tặng cái quần xấu như vậy chứ? Khoan, đừng buồn. Chúng ta sửa được mà gái. Hả? Được đấy, thử xem nào. Được rồi, đã đến lúc cứu vãn thảm họa sinh nhật này rồi. Đây là quần ống rộng thùng thình tớ được tặng. Và giờ tớ sẽ cần kéo cho bước tiếp theo. Cắt một ống đi nè. Tốt, giờ thì cởi nó ra. Không còn là quần nữa rồi. Lồng qua đầu nè. Và ống quần này trở thành tay áo. Đó, quần thảm họa trở thành áo xinh nè. Cảnh áo ơi, tớ nè. Lồng lộn đó nha. Tớ không biết cái quần đó hóa ra lại là áo. Đúng là con trai. Có ai nhìn thấy nữa không? Làm việc này thấy đủ loại người. Ồ, phải tỏ ra chuyên nghiệp mới được. Bữa tiệc này chắc sẽ hoành tráng lắm. Wow, nhìn bộ đồ đó xem. Mindy, trông cậu ổn áp quá. Cậu rất dành chuyện ăn mặc đi tiệc đấy nhỉ? Kể cả đôi giày cũng rất thời thượng. Nhưng mà đợi đã, chưa được vào đâu. Tiệc này yêu cầu kiểm tra chiều cao, kiểu như trong công viên giải trí. Ngoại trừ chúng tớ không muốn cho bọn trẻ con vào. Có cách này luôn. Thôi nào, chỉ cần kiểm tra xem cậu đủ cao không à. Đứng quay lưng vào tường đi. Xem nào. Đây là tiêu chuẩn số đo khoa học đấy. Ồ, được. Cậu chắc chắn là đủ cao rồi. Mời vào nhé. Bữa tiệc đang chờ đợi cậu.
Chào John. Tự mình nói chuyện sau nhé. Chào cậu. Cậu dọa tao muốn rút tim. Wow, sao mà cậu đến lặng lẽ như ma vậy? Cha, để tớ nhìn xem đã. Đây mà là váy đẹp á. Đôi tất và đôi giày sặc sỡ. Cậu tưởng thế là xinh? Nghiêm túc đó hả? Này John, lại nhìn con vé này. Tớ biết. Được rồi, lại đây để tớ kiểm tra chiều cao nào. Ok. Còn xa lắm cưng à. Hả? Nhưng còn bữa tiệc. Xin lỗi, cậu phải tìm bữa tiệc khác dành cho người lùn. Cậu coi như tớ là một ngoại lệ được không? Mới nói gì cơ? Tớ nghe không rõ. Ý mà làm ơn. Không, tớ đã nói rồi. Nếu tớ nói là không được vào thì cậu không được vào. Đi dùm đi. Khi cậu làm mặt dữ ấy, cậu biết không, nhìn đáng sợ lắm. Đi. Kỳ lắm cô. Thì sao? Tớ sẽ đi. Thật không công bằng. Có lẽ mình cũng chẳng muốn tham gia bữa tiệc ngu ngốc ấy. Chắc chắn trong đó toàn người như cậu ta. Nhưng phải làm gì bây giờ? Chắc hẳn phải có gì cho mình làm chứ. Này, chờ một chút. Mình lại nghĩ ra một ý tưởng. Yes. Cách này chắc chắn hiệu quả. Mình sẽ tháo giày ra như thế này và bắt đầu cuộn tất xuống. Tiếp theo, mình sẽ tháo ra khỏi chân, nhưng cứ tiếp tục cuộn thôi. Rồi mình sẽ cẩn thận cuộn tròn tất. Mình muốn nó trông giống donut. Vậy là xong. Giờ tất đã được cuộn chặt rồi. Giờ mình sẽ đặt nó vào phần gót và luồn chân vào lại giày là xong. Đó, để thử xem nào. Quá ư là khác biệt. Đúng là ý tưởng xuất sắc. Bít tất trong giày sẽ làm mình cao hơn vài phân. Đi thôi. Tớ muốn vào trong bữa tiệc. Lại là cậu. Đã bảo vắn đi rồi. Khoan, đo chiều cao tớ đi. Rồi. Nhưng mà không lẽ cậu cao lên như thánh gióng hả? Nhưng cứ đứng vào. Thấy chưa, cậu vẫn chỉ cao như thế thôi. Ủa, cậu cao hơn truyền nhân thánh gióng. Có chuyện gì thế này? Lạ quá đi mất. Quy tắc là quy tắc. Cậu có thể vào trong. Tiệc. Tiệc ơi, quẩy lên nào. Thôi vào lẹ đi. Chả hiểu gì cả. Sao cậu ấy lớn nhanh vậy? Hay là do có gen đột biến? Nó sẽ trông rất đẹp ở đây. Ai cũng thích giờ hầu hết. Và nó mang đến không khí nhiệt đới cho tiệc của mình. Giờ thì buông rèm ra nào. Vậy là đủ cả rồi đấy ha. Tuyệt quá đi mất. Khoan đã, suýt thì mình quên mất cái này. Quả dưa hấu bự chẳng. Nhìn lấy bên ngon rồi. Mình sẽ mang dưa hấu ra phòng khách. Sao thế giới tàn ác thế? Mình sẽ phải làm gì đây chứ? À, biết rồi. Cửa hàng đã đóng cửa. Nhưng mình cần một quả dưa hấu. Mình sẽ tự tìm. Chỗ này hình như không phải rồi. Biết đâu mình gặp may ở đây. Có lẽ đây không phải là ý hay. Đây rồi. Cánh đồng dưa hấu thơm ngon. Áo của mình rất tả tơi. Bây giờ thì chả quan trọng nữa. Khoan, mình không có túi để đựng dưa. Nhưng có khi mình cũng chẳng cần túi. Nếu tạo thêm lỗ trên áo phông, mình có thể dùng cách này. Dù sao nó cũng hỏng mất rồi. Ok, vậy là được rồi. Mình sẽ cởi nó ra và lộn ngược lại. Giờ buộc một nút ở đầu. Túi siêu chắc luôn. Quả dưa hấu sẽ nằm vừa ở trong. Và mình có thể xách về nhà. Đúng thứ mình cần rồi. Về thôi.
Chúng ta lành lặn trở về nhà này. Và mình sẽ đặt quả dừa ngay đây. Chiếc túi bằng áo này rất hữu ích đó. Này, cậu có dưa hấu à? Ồ, cho tớ một miếng. Mọng nhất luôn nè. Tớ mê luôn. Một chiếc Gucci nhỏ và một chiếc lớn. Ôi, đẹp trai quá. Chúng mình sẽ rất đẹp đôi. Một cặp hoàn hảo luôn. Ồ, dễ thương quá. Tớ luôn chờ đợi cậu. Cậu ấy đẹp trai như soái ca ấy. Tớ chưa bao giờ muốn thiếu cậu. Chóng mặt quá. Sẽ thật lãng mạn cho mà coi. Vậy là mình có bút siêu dài. Phải làm kiểm tra sao? Không ai bảo mình. Mình có biết gì đâu mà làm. Mindy, cậu giúp tôi nhé. Tất nhiên rồi cưng, anh nhầm Chris. Wow, tuyệt vời, cậu là nhất. Ôi trời đất, cậu ấy thích mình. Không, chuyện đó không xảy ra đâu. Làm nóng không khí nào. Hả? Không ổn rồi. Chán quá cơ. Thế à, xem đây. Có chuyện gì vậy? Không thể nộp cho cô thế này được. Tất cả là tại cậu. Cậu ghen tị với tớ, cứ chờ đấy. Nhà vô đây. Chris là của tớ, từ bỏ đi. Cậu ấy không hề thích cậu. Xin chào, hay là chúng ta... Im đi. Khoan đã, mình sẽ lấy bài của Ashley. Thế này thì dễ rồi. Ok, bắt đầu nào. Cô muốn thấy các em đổ mồ hôi. Vâng ạ, cảm nhận sự đốt cháy. Tốt lắm, squat nào. Theo lời cô thôi. Khó quá đi. Chuyển bài. Chạm ngón chân. Cô muốn thấy các em giãn gân cốt. Tớ không nâng chân cao thế được. Mình yếu quá. Mình thèm uống nước. Chuyện này mình xử lý được. Dễ chịu quá. Mát dã man con ngan. Này, cậu có sao không? Tớ khát nước quá. Tớ nghĩ cậu đang héo. Trông không xinh tí nào. Có chuyện gì rồi đó vậy? Này, hay là tớ sẽ... Không nói chuyện, nhanh nào. Tập đi. Chúng ta nhanh hơn nhé. Không vấn đề ạ. Mình sẽ ngồi đây vậy. Ồ, đúng rồi. Mình có thể uống nước giải khát. Này Ashley, xem tớ có gì nè. Cái gì đấy? Đồ ăn thực vật đó. Mày không thấy bọn trẻ tập. Chỉ toàn làm chuyện vô bổ. Đưa cho cô. Của em à. Cái gì thế này? Mày sẽ thử xem sao. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì chứ? Không. Đừng làm thế, dừng lại. Hậu vị rất ngon đấy chứ. Có chuyện gì vậy? Mình thấy khác. Wow, nhìn mình ổn quá. Màu xanh lá rất hợp mình. Wow. Này, đừng đứng được ra nữa. Tập đi. Không nỗ lực, không thành công. Từ từ thôi ạ. Tớ không tin nổi luôn. Tớ bị điểm F này. Mời nhập hội. Thật không công bằng. Trật tự. Gì kia? Chào cô. Ôi trời. Mindy, tớ nghĩ ra thế này. Không đời nào. Hiểu rồi. Các em, không nói chuyện. Thôi. Thật vui khi gặp thầy. Cô có muốn đi không? Tôi và thầy. Tự nhiên à? Tốt. Mình rất hẹn hò. Nhầm, chào thầy nhé. Mình phải chuẩn bị thôi. Đầu tiên là trang điểm này. Mình phải trông thật đẹp. Nhìn cô kìa. Hết sao mới mất tiêu rồi. Làm sao bây giờ? Vào việc nào. Tớ sẽ tạo sóng. Ba la. Gì vậy? Ôi, mình thích váy này. Đẹp quá đi mất. Mình thích màu này. Thành công rồi. Tớ biết.
Cô sẽ mê cho mà coi. Em đang làm gì vậy? Tin em đi, cô sẽ cần kiểu tóc hợp với cái váy này. Em sẽ cuốn tóc cô quanh ngón tay và một chút nhiệt. Được rồi đó. Wow, tiếp tục đi. Vâng ạ. Sẽ không lâu đâu. Cô chưa bao giờ làm tóc xoăn. Đẹp hết sảy luôn. Ok, được rồi ạ. Wow, cảm ơn em. Cô thấy mình lộng lẫy quá. Tuyệt. Mình háo hức tới buổi hẹn quá. Còn một việc phải làm đã. Yes. Qua môn rồi. Tớ chưa bao giờ được điểm A đâu. Vậy có nghĩa là chúng ta thông minh à? Ê, vậy nghĩa là cô giáo cũng có phép thuật sao? Đó là bí mật của chúng ta. Chắc chắn rồi. Đừng lo. Gần hoàn thành rồi. Đó, tiếp theo. Ồ, mình nên làm gì đó với mái tóc. Làm tóc xoăn cho xinh. Giờ thì ngồi đợi thôi. Chắc được rồi đó. Hả? Sao không xoăn vậy? Sao máy không hoạt động? Mình không hiểu. Dây điện. Em cắn à? Tại sao? Mình làm sao mà sửa được dây điện? Sao chuyện này cứ luôn xảy ra với mình chứ? Mình sẽ chẳng bao giờ có tóc xoăn. Mọi thứ có ổn không con yêu? Sao thế con? Mày uốn tóc của con không hoạt động nè. Biết đâu mẹ sửa được. Mẹ chỉ cần bàn chải tóc này. Dạ, mẹ con muốn tóc xoăn. Đầu tiên, mẹ sẽ lấy một lọn tóc của con, rồi cuốn nó xung quanh cán bàn chải. Nhớ cuốn chặt tay đó nha. Chúng ta cần nhiệt, vì vậy nên mẹ dùng máy sấy. Sau đó thì thả tóc ra. Ôi trời, tiếp tục đi mẹ ơi. Dễ thật đấy, kiểu xuân này hợp con lắm. Đây là lọn cuối cùng. Ok, xong rồi, con yêu thấy sao? Đẹp hết sảy. Con cảm ơn. Không có gì đâu. Đi chơi vui nhé. Đây là đâu? À. Hả? Chắc là mình sẽ nhấn bên mọt sách. Không có gì xảy ra. Hỏng rồi sao? Lạ quá. Hả? Có chuyện gì vậy? Wow, mình xinh ghê. Kiểu này hợp mình. Wow. Hả? Tất cả chỉ là mơ thôi. Mình vẫn là mọt sách. Wow, ai trong cuốn tạp chí này cũng lộng lẫy. Họ thật may mắn. Ước gì mình thời thượng như thế. Trang này có vẻ thú vị. Trời ơi, gái ơi, nàng cần sửa lông mày đi. Lấy nhíp mà nhổ bớt đi. Mình vừa bị tạp chí phỉ báng hay sao vậy? Thật ra, làm gì đến nỗi nào? Nhỉ? Đúng là mình cũng nên sửa lại một chút. Nhưng mà, mình không có nhíp. Hộp bút của mình. Không biết ở trong này có gì dùng được không ta? Keo? Không. Cọ chải lông mày. Không, chả ích gì. Bây giờ chỉ còn một cách thôi. Mình cần đi mua sắm. Wow, nhìn các sản phẩm này mà xem. Chắc phải có nhíp ở trong này chứ. Đâu rồi ta? Aha. Wow. Nhiều sự lựa chọn quá. Cái này đi. Chắc chắn mình sẽ tỉa lông mày thật đẹp. Rồi mình sẽ sớm có hai lông mày. Vui quá đi. Em lấy nhíp ạ. Chị sẽ... Đã đủ chưa ạ? Không, giá là 50 đô. Cho một cây nhíp ấy ạ. Mình làm gì có tiền. Này, hay là để chị giúp.
em có thể dùng đồng xu để nhổ lông mày. Tin chị đi. Ok, nhưng có đau không ạ? Chỉ có một cách để biết thôi cưng. Kẹp đồng xu vào và kéo lông ra. Kẹp đồng xu nhổ lông hiệu quả lắm. May mà mình có máy hút bụi trong cửa hàng. Chắc ổn rồi đấy. Xem đi này. Wow, quá tuyệt luôn. Em cảm ơn. Không có gì. Gần xong rồi này. Đó, mẹ dặn mình phải chăm sóc tóc. Mụn to quá má ơi. Không dám bóp đâu. Hay là cứ bóp cho xong đi. Đau, nhưng cảm giác đã dã man. Để lau vết bẩn trên gương đi. Hơi ghê đó nha. Ok rồi nè. Đi ngủ thôi. Ấm áp quá đi. Ngủ đã mắt quá. Sao cái gì cũng mở tịt vậy? Kính của mình đâu nhỉ? Nhìn thấy rồi. Không phải. Mặt mình nở hoa rồi. Sao mà la ỏm tỏi vậy con? Chào con yêu. Nhìn con thấy ghê quá. Ok, mình khắc phục được. Con chỉ cần trang điểm thôi. Đừng có lo. Thông thường chỉ cần phủ một lớp kem che khuyết điểm. Mẹ nghĩ sẽ hiệu quả chứ? Không. Không đời nào. Để mẹ tìm cách tiếp. Cái này dùng được này. Gì đấy ạ? Đây là miếng dán mụn. Rất là hữu ích. Mẹ sẽ dán các miếng lên nốt mụn. May mà chúng ta có nhiều. Chúng ta sẽ cần dùng hết. Thế thôi ạ? Bình tĩnh, vẫn chưa xong đâu bé. Ok, để gỡ ra nào. Các miếng dán làm mụn biến mất tiêu. Không còn mụn. Nhìn mà xem. Wow, đây là phép thuật gì vậy? Tuyệt cú mèo, con cảm ơn. Không có gì đâu bé con. Con yêu mẹ. Buổi tập thể dục tốt lắm cả lớp. Tắm táp cho sạch đi nào. Mình hôi quá. Tắm sạch sẽ thôi nào. Nhanh lên đi. Xong rồi. Thoải mái quá. Đi. Lạ thế. Thôi kệ. Mình nên mặc đồ thôi. Sao mặc thế này mà đi loanh quanh cả ngày được? Hả? Quần áo của mình. Đau mắt rồi. Thôi xong. Chết tôi rồi. Phản đã. Mình sẽ lấy bóng. Cả trái này nữa. Trông cũng ngon đấy. Giỏi tưởng tượng. Tập trung nào. Hẳn phải có gì đó cho mình mặc chứ. Hay là dùng thảm yoga nhỉ. Dài vừa khít này. Úi, mong là không có ai trong này. Xấu hổ chết mất thôi. Hả? Gì vậy? Wow, đúng thứ mình cần. Không được để ai nhìn thấy mình. Đi thêm một xíu nữa. Wow, nhìn bắp chuột đó xem. Biết đâu bạn trai tương lai của mình sẽ tập tành. Gần đến rồi. Này. Rồi, mình cứ lấy thôi. Thế này mới đúng. Mình vẫn không có quần. Phải nghĩ ra cách thôi. Đúng rồi. Đã đến lúc làm mới áo. Mình sẽ cắt một đường giữa áo hút đi. Phải thật cẩn thận mới được. Ok là rồi. Giờ thì lộn mặt dưới lên trên. Và mặc nó như chân váy. Mình sẽ giữ ở phía sau. Và dùng dây lưng thắt lại eo. Dễ thương ghê này. Có nên mình nên làm nghề này kiếm sống. Giờ thì vào lớp thôi. Đúng là chơi khăm đỉnh của chóp. Không đời nào. Sao con nhỏ làm được? Hả? Có chuyện gì trong này vậy? Thực ra tớ không muốn biết đâu. Có khách hàng. Chào chị. Hey. Mình muốn gì ta? Cho em bánh đó nhá. Okay. Mình ngồi đâu ta? Bánh ngon xỉu. Alex kìa. Chào cậu. Cậu ấy hài hước quá.
Ước gì nhỏ không thấy mình. Tớ ngồi với cậu nhé. Xin lỗi, chỗ này có người ngồi rồi. Cặp tớ đấy, thấy không? Phải. Thôi kệ đi. Xấu tính quá. Đây, cầm lấy một miếng bánh nữa đi nè. Em không biết. Nữa. Tất cả bắt đầu với một miếng bánh nhỏ. Đây là ngày tuyệt nhất đời mình. Thôi ạ. Chị chỉ đang cố làm cho em vui thôi. Wow. Chị trang điểm xịn quá. Cảm ơn bé. Chị chỉ cách em trang điểm được không? Em chỉ cần thìa và nĩa là được. Chị đùa ạ? Không, vào việc nào. Đầu tiên úp thìa trên một mắt này, rồi dùng cọ thoa phấn mắt phía trên của thìa. Sau đó tô lên lông mày bằng tay. Thật nhanh và dễ dàng. Giờ thì đến nĩa. Giữ ở góc này nhé. Và thoa cọ giữa các cạnh. Nó giúp tạo hiệu ứng cánh. Giờ thì chỉ cần tô theo rìa của mí mắt. Ok, thêm kim tuyến nào. Lấp là lấp lánh nhé. Vậy thôi, xong rồi. Để em chỉnh lại tóc. Wow, cứ như lột xác vậy. Em thấy xinh lắm luôn ấy. Cảm ơn chị. Đừng ngại, đi đi. Dạ. Alex ơi. Wow. Gabby, cậu đến lúc nào tớ không thấy. Cậu có muốn dự tiệc cùng với tớ không? Nhìn vui đó. Ừ, được thôi. Mình có bạn hẹn rồi. Wow, Alex rủ mình đi chơi cùng. Nóng lòng quá. Nhưng không mặc bộ này được. Thế thì mặc gì? Quần áo đâu hết rồi? Mình thật sự cần đi mua sắm quần áo. Chị ơi, em là nhà thiết kế thời trang đấy. Này, của chị mà. Thôi nào, em làm hỏng đồ của chị. Nhưng em làm cho áo đẹp hơn mà. Nhìn mà xem. Em thấy đẹp. Em dùng cái này nè. Đồ chơi à? Tuyệt. Không phải đồ chơi đâu, xem nè. Đó, thêm các hàn lấp lánh lung linh. Em đọc đây là phong cách của Pháp đấy. Phủ, làm biểu tượng thời trang chẳng dễ dàng. Bắt mắt quá đi. Em chị giỏi quá đi mà. Thưởng cho bé nè. Em xin. Mình sẵn sàng đi hẹn hò rồi. Chúc chị may mắn nào. Bạn thấy chán ở trong phòng tắm? Miễn là bạn có sẵn một thỏi son trong tay thì thủ thuật TikTok này sẽ giúp bạn bận rộn đấy. Tin tới đi, mẹo hay rất đáng cho bạn đợi đấy. Tô màu kín luôn rồi nè. Giờ thì vẩy một chút nước nhé. Vẫn chưa ấn tượng hả? Có lẽ bạn cần một góc nhìn mới đấy. Đó, chuẩn không cần chỉnh. Vẫn chán đấy à? Thấy đẹp chứ nào? Hello bạn ơi! Có muốn nghe nhạc chill không ấy ơi? Hay quá! Tớ cũng nghe với. Nhạc nghe cháy quá anh em ơi! Chúng mình có nên thêm chút sắc màu vào buổi nghe nhạc này không? Wow! Chơi luôn! Chuẩn bị, nhắm! Nhưng gương đâu? Đằng kia kìa! Để chờ lấy! Đây rồi! Môi đen cực phẩm đây! Gần xong rồi! Chết ơi! Ngầu như cháy bầu! Ôi không! Này cậu kia! Chết rồi! Dừng lại Jack! Dừng lại! Cô mới vào lớp kìa! Dạ em không thấy cô! Em biết quy định chưa? Đúng rồi! Ôi không! Làm sao giấu son bây giờ? Ái chà! Mẹ nghĩ ra cách hay rồi! Bạn cần giấu mỹ phẩm sao? Chỉ cần đổi dạng của nó, cho lên đây và nấu chảy nè. Làm cũng không lâu lắm đâu. Nhìn mãn nhãn quá ha. Khi son đã tan chảy hết, hãy dùng xi lanh hút hết lên. Vào đây nào. Và khi đã hút đầy, bạn có thể bơm vào hộp đựng tai nghe này. Mong là bạn không cần hộp này nữa, vì giờ nó thành hộp đựng son rồi. Bùm. Chỉ cần đợi cho son cứng lại là xong. Ôi thật anh ơi. Nào nào, đưa đây cho cô, Sunny. Được thôi.
chế còn chưa kịp tô môi chê nữa. Cảm ơn nha. Giờ đến lượt tớ nè. Nhưng tớ không dễ bị phát hiện đâu. Thông minh ha. Và tớ tô được môi chê này. Hình dạng trông khá là đáng yêu đó chứ. Ôi trời, cậu đúng là thiên tài đấy. Oh wow. Báo trước có phải hơn không? Dù sao thì nào cả lớp, bài kiểm tra này cực kỳ khó, làm hết sức nhé. Cứ làm quá lên. Chuẩn bị sẵn bút nhé. Hả? Mình đã từng học cái khỉ này á? Không tệ. Phải có cách thoát khỏi bài khó này chứ. Đã đến lúc dùng bút đặc biệt rồi. Đúng vậy, bút cực kỳ đặc biệt. Ha, bút kiểm tra phương trình nào. Có chuyện gì lạ vậy trời? Hả? Này. Vâng. Shh, Jake. Em xin lỗi, em quên mất ạ. Tụi trẻ. Chúc may mắn lần sau. Có gì dùng nấy vậy. Làm nhiệm vụ đi. Bắt tay vào việc đi baby. Úi là trời. Cái gì thế kia? Dừng. Jake, đưa cho cô mau. Ôi nào, trời ạ. Đáng thương ghê. Nhưng em chỉ có mỗi cái đó. Chuyện này chưa xong đâu. Thả Poppet xuống. Cảm ơn. Tới đâu hay tới đó vậy. Điểm đặc biệt đó ở đâu nhỉ? Bingo. Để xem nào. Hả? Wow. Tuyệt vời không mặt trời. Ôi trời đất ạ. Tôi chịu đủ rồi nhá. Khoan, em sẽ bỏ đi ngay. Đó, mất rồi. Gì thế kia? Nhỏ Sunny xem vào à? Mình cũng phải có phần mới được. Này, bạn làm sao hay vậy? Điện thoại á? Mẹo này đơn giản hơn cậu tưởng nhiều. Đó. Vậy thôi. Yes. Mình xin. Mong là không bị cô bắt lần nữa. Tớ cuộn qua ôm đứng luôn á. Ôm này xịn sò thật cơ. Trật tự nào. Tốt. Lừa được cô rồi. Tự nhìn kiểu gì cũng được ạ. Không biết mình đeo nhẫn có xinh không. Được của nó đấy. Xinh. Miễn là các trò cộng phần này vào trước, em sẽ... Này! Nào các em, phần này rất quan trọng đấy, tập trung vào. Này! Sao mấy đứa này không chịu nghe? Lúc nào cũng cười cợt, cười ngoác miệng ra kìa. Nhè cái răng ra như ngớ ngẩn. Mình không thể chịu được nữa. Đủ rồi! Hay đấy! Chịu tập trung rồi đó hả? Cái gì cũng có cái giá của nó. Nhìn thấy đau ghê đó. Sao tôi lại khổ thế này cơ chứ? Nhức quá. Khổ thân thầy. Hay chúng mình giúp đi. Có lần tớ thấy mẹ này trên TikTok. Thầy ơi, để em giúp nhé. Thầy đưa ta đây. Đâm có vẻ khá sâu nhỉ? Nhưng chút keo sẽ có tác dụng. Giờ chúng ta chỉ cần chờ cho khô thôi. Sẵn sàng chưa? Bóc ra thật gọn là được. Đó. Rất chi là ấn tượng đấy. Em xứng đáng nhận cúp luôn. Đây. Tớ thắng rồi, xem nè. Xuất sắc Sunny ơi. Không, tỉnh đi. Không được ngủ đâu. Mình có tận 3 tiết học nữa cơ mà. Mình cần bổ sung caffeine thôi. Du. Đó, chuẩn không cần chỉnh luôn nhá. Ôi trời đất ạ, mới cốc nửa cũng chưa tỉnh. Về nhà rồi, khỏe ghê luôn đó. Mình chỉ muốn sống thật yên ổn đến cuối ngày thôi. Gì thế nhỉ?
Chào. Mẹ ơi, có chuyện gì thế bé con? Con gặp em gái rồi sao? Bất ngờ chưa? Sao ạ? Tụi mình làm bạn thân nha chị. Mẹ mua cái này vui lắm nè. Xinh cực, hôm nay đúng là ngày tuyệt nhất. Chà, mẹ để hai đứa làm quen với nhau nhé. Mẹ ơi. Không có ai cả, bày trò vui thôi. Chào gái, khỏe không? Đoán xem tớ ở đâu đi. Văn phòng của mẹ á? Tớ sẽ xem trộm laptop của mẹ một xíu. Mật khẩu là gì nhỉ? Sinh nhật mẹ sao? Không, sinh nhật mình. Không luôn, thôi kệ đi. Cậu có định đi tiệc không đấy? Khoan, tí gọi nhá. Chắc tí hí một tẹo chả sao đâu nhỉ. Wow, xinh đẹp tuyệt vời. Không biết mình có cái gì nhỉ? Sách sinh học sao? Còn Ava còn áo xinh nữa. Vô lý đùng đùng. Sao mẹ lại làm thế chứ? Hay là mình thay đổi một chút nha. Đáng đời con bé. Sẽ đẹp lắm đấy em gái yêu ạ. Thế nào cũng hợp nó lắm. Cảm giác thích ghê. Gì vậy? Mẹ kia. Hello. Ừ, là mẹ và em gái tớ thôi mà. Không sao đâu. Chào chị. Sao laptop mình bật thế này? Chắc tại mình để vậy đó mà. Hai con gái cưng ơi. Ok, xem kết quả bài kiểm tra nào. Con được điểm A này mẹ. Hẳn rồi, bé con thông minh ghê. Con được điểm C. Nhưng con cũng cố gắng nhỉ. Thôi đừng buồn, mẹ có quà cho hai đứa này. Thế nào cũng hài xỉu cho xem. Em mẹ để tên nhầm hộp mất rồi. Đây, giờ mới đúng. Hai con xứng đáng lắm. Con xin ạ. Nhưng đó là toang rồi. Tụi mình may mắn ghê. Wow, đúng thứ mình cần luôn. Cảm ơn mẹ. Tất cả là cho cục cưng của mẹ. Giờ đến lượt mình nhỉ. Là áo, dễ thương quá. Mặc đi con. Trông lạ lùng thế nhỉ. Kiểu nó vậy đó mẹ. Con cảm ơn. Kiểu nó vậy hả? What? Là do con phải không? Thôi để em. Xinh lắm chị. Lớp này chán om luôn. Có ai giải được phương trình này không nhỉ? Hay là Jasmine nhé, làm đi em. Em ạ, em đang bận lắm cô. Nhưng đành vậy. Cố lên Jasmine, chị làm được mà. Ghen tị tuyệt đấy. Ok, làm đi em. Phải đúng đó nha. Cô đã sẵn sàng ngạc nhiên chưa? Ok, chắc không khó lắm đâu. Cô đợi nè. Nếu mình bỏ một đi và chia. Mình biết cách xử lý rồi. À vậy đó hả? Em không muốn trả lời. Rồi không sao cả. Để cô cho em làm bài khác. Đừng mách cô hiệu trưởng nhé. Sao không sợ được nhỉ? Dùng tay áo luôn này. Cô nhanh lên giùm em. Xin lỗi em vậy nhé. Xong xuôi. Wow, nhỏ này dốt thật. Mà thôi không sao, có ai là hoàn hảo đâu. Đáp án là không nhé. Đúng rồi. Tuyệt vời. Muốn rớt tim khỏi ngực luôn đó. Không phải ai cũng giỏi toán mà. Em ngồi đi. Mình phải tìm việc mới thôi. Quả báo cáo này đúng là dài. Cuối cùng cũng xong. Nhẹ cả người. Ôi, hai bé con đáng yêu quá đi mất. Hai đứa lớn nhanh như thổi vậy. Mình tự hào về chúng quá. Ok, làm tiếp nào. Sắp xếp phòng cho con gái nhé. Chúng ta cần nói chuyện. Con của chị quẩy như quỷ ấy. Đây rồi, lương tôi quá đã thấp đi mà. Không sao, để tôi xử lý cho. Có gì to tát đâu. Mỗi đám cháy bé xíu mà.
không thể tin nổi. Con, ngồi xuống. Đưa đây cho tôi, không em lại gây ra nguy hiểm bây giờ. Cô giáo làm quá dễ sợ. Tôi xin lỗi, thật lòng đấy ạ. Nhớ xử con bé đi nhé. Ui. Nữa sao? Tại con không giỏi khoa học thôi mà. Con lúc nào cũng gây chuyện, mẹ chịu hết nổi rồi. Mẹ phản ứng thái quá rồi đấy. Sao lúc nào việc cũng đến tay mình nhở? Đấy. Ơ mà khoan, ấy vơ, con bé làm hỏng mọi thứ. Mình phải bỏ con bé ra khỏi bức ảnh ngay và luôn. May mà mình giỏi môn nghệ thuật và thủ công. Xong, mình muốn làm cái này từ lâu rồi. Ok, thở nào, giờ mới đúng là ảnh gia đình. Ôi không, mẹ. Mẹ tự hào với con lắm, cô học khó cực ý. Jasmine đâu? Mẹ chẳng thể tin tưởng chị con. Con đang định làm một ngọn núi nửa bữa hơn ạ. Tham vọng đấy, nhưng mẹ biết con làm được mà. Sao bẩn mình bẩn vậy? Trời, cái đầu xinh xắn của con. Ui, tấm ảnh con đâu mất rồi? Jasmine, muốn chơi chứ không nào? Mẹ mất công dễ sợ. Mình muốn đi khỏi cái trường này quá. Gì? Eva sao? Nó có mặt khắp nơi luôn. Đúng là nhẹ cả người. Lớp này nhảm nhí ghê. Ý là mình có phải là người Anh đâu mà cần học chứ. Mình đang mệt nên gặp ảo giác thôi. Cơ mà con bé chả biết ai là thủ phạm nên vui lắm luôn. Ủa khoan, chuyện gì vậy? Mệt mỏi ghê. Phải ngủ thật ngon để đón ngày mới xinh tươi thôi. Gì vậy? Không, không, không thể nào. Cười nè. Bỏ tay ra dùng đi. Chơi vui nha hai đứa. Đúng là con gái diệu, mẹ yêu cả hai. Thi nào, bài này quan trọng lắm. Cô sẽ canh chừng các em. Làm nào. Chà, mình không muốn lãng phí thời gian đâu. Dù sao cũng rất mà. Cái váy xấu ỉ luôn. Bộ này sang chảnh ghê. Ok, câu tiếp theo. Cậu ấy nên dùng thời gian hiệu quả một tí đi chứ. Cơ mà giờ ép tắc thôi. Chắc cô này đúng đó. Ôi trời, rất hết giờ. Chắc mình nên viết đáp án nhờ. Cứ copy bài là được, dễ dàng hơn nhiều luôn. Chả thấy gì hết thế này. Mà mình luôn mang kính lúp lên người. Vẫn chưa thấy rõ. Còn một cách. Giúp em một chút. Rồi, cho đến đây. Nhìn giống C nhưng em không chắc ạ. Cô nhìn gần hơn đi. Chào em. Cô làm gì vậy cô? Đừng quan tâm cô nhé. Rõ chưa em? Trượt qua đây một tí đi ạ. Hoàn hảo. Hết giờ. Nhưng em chưa làm xong. Giỏi lắm Jasmine. Thật luôn hả? Chuyện gì vậy trời? Đã được 10 đó. Dù bạn có giàu hay nghèo thì các thủ thuật với bút 3D này cũng dành cho tất cả mọi người. Không hiểu mọi người uống nước chanh vắt từ lâu rồi như thế nào chứ? Chán quá đi, chắc mình phải ra ngoài thôi. Nhưng như thế thì phải đi dậy. Chà, cũng đơn giản thôi. Yuhuu. Vâng cô Eva. Tôi cần dậy. Có khó khăn gì đâu. Tôi đã chọn đuôi sáng bóng nhất. Không. Ồ, được thôi ạ. Đỏ rực lửa nhé. Không. Xăng đan. Còn giày thể thao thì sao?
nhung mà. Chọn giày đúng là khó như lên trời. Ít ra thì mình đã diễn xong phần trên. Được rồi cô Eva, đây là đôi cuối cùng của cô. Ơ kìa, trời có mưa đâu. Làm ơn đừng đuổi việc tôi. Thôi anh đi ra ngoài ngay đi. Phải nghĩ cách mới được. Mình có tự làm giày được không ta? Ôi trời, mình điên mất thôi. Cô ấy đi đôi này không? Còn đúng đôi này thôi. À mà, sỏi giải chậu cây cũng được đó. Có cách rồi. Dùng bút 3D phun vào các chỗ trống. Tiếp tục cho đến khi bạn tạo được hình dạng mong muốn. Xong một bên đế rồi. Giờ thì lấy một cái bát giấy như thế này và cắt đôi. Dùng bút để đè lên đó. Các thanh này sẽ cố định. Cứ tiếp tục nhé. Và khi đã thấy đủ, hãy kéo phần giấy ra. Dùng ri băng để buộc các thanh lại nè. Buộc thành một hình nơi xinh xắn nhé. Cưng quá, cô ấy sẽ mê cho mà xem. Ơ, Eva, tôi tìm được đôi dép hoàn hảo cho cô đây, thích không? Anh nghiêm túc đấy hả? Cực kỳ nghiêm túc luôn. Thật sao? Ôi trời, làm ơn hãy thích chúng đi. Mình không thể mất việc vì chuyện này. Anh chắc chứ? Cuộc đời mình phụ thuộc vào khoảnh khắc này. Thư giãn đi, tôi sẽ mang chúng mà. Ôi, chính ra cũng đáng yêu phết đấy. Mong là vừa chân tôi. Xinh, mà lại có một không hai chứ. Phải khoe lên Instagram mới được. Đống này vẫn đây à? Muốn tôi dọn hết sao? Lạnh dã man. Mình lại ngủ quên trên sofa à? Tóc rối khiếp. Lấy lược chải vậy. Lẫn với một đống đồ linh tinh. Kinh quá, toàn mạng nhện phủ lên rồi. Dùng tạm vậy, méo mó còn hơn không. Lược này không còn chải tốt như ngày xưa nữa. Sao mà rối cục to thế này? Au, to tướng luôn. Thật điên rồ. Rối quá. Cố lên. Tóc lúc nãy còn ở trên đầu tôi mà. Cái lược rởm này làm đứt hết tóc của mình. Thôi kệ đi. Dùng móng tay có khi còn ổn hơn. Hoặc không. Có gì khác dùng được không ta? Kê vét bổ thì sao nhỉ? Tất nhiên rồi. Dùng bút 3D để tạo lông. Cũng hơi lơ một xíu, nhưng kết quả cũng vã công. Bạn có thể làm lông dài hay ngắn tùy ý nhé. Cứ tiếp tục cho đến khi bạn làm hết trên cây. Tỉa bớt đi nào. Các một nửa là ổn óm đó. Xong, vậy là bạn có bàn chải lược cực xịn rồi. Tóc rối chẳng còn là vấn đề nữa. Tóc mình sẽ bóng mờ cho mà xem. Mà chẳng hề tốn chút công sức. Chẳng phải tóc mình trông tuyệt lắm sao? Sáng tạo thật tuyệt. Nhưng cũng mệt ghê. Ôi trời, mong là bài kiểm tra không quá khó. Có chuyện gì thế nhỉ? Bọn đầu to kia. Tụi mình sẽ quẩy banh nó. Có tiệc à? Bữa tiệc lớn nhất. Tuyệt của mèo. Tiệc đỉnh nhất quả đất. Cả váy đẹp mặc rồi. Đi quẩy thôi. Nhưng bộ móng này, thế này thì đi đâu được? Làm móng thì quá đắt đỏ. Mình có thể trốn trong này bao lâu chứ? Muốn in 3D nè. Muốn có móng xinh sao? Trước tiên đặt giấy sáp xuống bàn đã. Xác định khuôn móng rồi thì vẽ viền ngoài của móng là xong. Bỏ giấy sang một bên. Và vẽ nốt hình móng tay. Sau đó tô bằng bút 3D, màu đỏ cực sáng ra. Trông đẹp phết rồi đó.
dùng một thanh như thế này để uốn cong cho khít móng thật của bạn. Và lột giấy ra khỏi móng, và móng vừa như in luôn. Ta-da! Tuyệt vời ông mặt trời! Bút này tiện thật đấy. Ai cần đi làm móng đắt tiền khi bạn có thể tự làm chứ? Chà, móng cậu đẹp tuyệt đó. Cảm ơn cậu. Làm mình tự tin hơn biết bao nhiêu. Này Ava, hôm nay cậu lộng lẫy quá. Là thật sao? Không. Là đây biết sao? Đừng! Tóc mình! Đáng lẽ nó phải trông quyến rũ chứ? Ồ, tóc dài phiền quá. Ổn hơn rồi. Cậu ấy chẳng thèm để ý đến mình. Cứ đám đúa nhìn Ava kìa. Thật sao? Thử lại có sao? Ổn cả mà. Hả? Đồ của mình rơi hết qua lỗ này rồi. Ngày hôm nay may mắn quá cơ. David ơi. Khuyên tai của Annie đẹp quá nè. Nè. Tớ á? Xin lỗi. Cậu đi đâu vậy? À, cậu thực sự thích chúng sao? Khuyên tai độc lạ đó. Cứ nhắn tin cho tớ trên Insta nhé. À, em đã tưởng mình hay lắm sao? Nhưng khuyên tai của cậu ấy xinh thật. Tớ thích khuyên tai của cậu. Để tớ làm cho cậu nữa nha. Tôi biến hình lá với bút 3D nè. Tớ màu luôn nha. Trông giống cái lá thật nhỉ. Khi đã khô, đính nó vào một sợi dây xích. Rồi thêm một cái lá dưới này. Phối chung tùy thích nhé. Đem nè. Annie, cảm ơn. Trông cũng ra gì và này nọ đấy.